Thăng Long Travel xin trân trọng giới thiệu tour 3 ngày 2 đêm từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 tham quan Oregon, Crater Lake, Redwood, Burney để cùng khám phá thiên nhiên tươi đẹp và hùng vĩ Hoa Kỳ. Quý khách sẽ được tham quan hồ Crater sâu nhất nước Mỹ được hình thành từ trong miệng núi lửa. Thác nước Burney tuyệt đẹp đã từng được cố tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Bên cạnh đó, dọc theo bờ biển xinh đẹp Pacific Highway, quý khách sẽ cùng khám phá rừng Redwood vô cùng kỳ thú với những cây cổ thụ hàng năm, đặc biệt là cây Chandelier với những chiếc xe có thể chạy qua dưới gốc cây. Ngoài ra, quý khách sẽ cùng trải nghiệm trên cáp treo và thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên. Giá vé 350 Mỹ Kim bao gồm khách sạn 3 sao, xe bus và vé vào cổng tham quan. Xin liên lạc Thăng Long Travel để biết thêm chi tiết 408-901-9000. Website thanglongtravel99.com. Thăng Long Travel phục vụ quý đồng hương tận tâm, uy tín và chất lượng.